hai ba nha. Mình thấy có trứng ở trong đây nữa nè. À, ở dưới đây là cái tủ này là không có mở được, chỉ là mô hình thôi. Cái tủ này, cái tủ đá này không có mở được, chỉ có mở được hai cánh cửa này thôi. Rồi cho mình lấy thức ăn ra chưa? Được. Phụ kiện kèm theo cái tủ lạnh này gồm có gì nào? Một cái bình nước, chúng ta đặt lên bàn đây nha. À, mình thấy có bình sữa thì chị trong đây nè. Đây, để mình lên đây chờ. Bình sữa. Bình sữa này rất là dễ thương. Của chúng ta chỉ có một cái tủ lạnh và vị trứng và một cái bình nước và một cái bình sữa. Rồi con đưa trứng hay mẹ bỏ vào tủ lạnh nha. Trứng hay mẹ. Đây, đây là ngăn nào với chữ đây nha. Rồi tiếp theo sữa. Sữa để vào đây. Dạ. À, trong những cái tủ lạnh này có những cái lỗ chúng ta có thể đặt cái bình này vô được đó. Mình thấy chưa? Đó. Ê, mình thấy rồi. Kể cả trứng cũng vậy, trứng cũng có cái đế ở dưới đây nè, để chúng ta lắp vào đây cho nó cứng, nó không có bị rớt. À, để ngang đi, rồi để như thế này. Đó. Và một cái bình này nữa, cái bình này cũng có thể để vừa tủ lạnh luôn. Đó. Cái này có thể điện lại lắm đó, các bạn kéo ra vậy cũng được luôn, rất là điện lại. Và bé Trâm Anh đã review xong cái tủ lạnh của hãng Mattel dành cho Barbie rồi. Bạn có thích cái tủ lạnh này không? Nếu thích thì hãy comment cho chị Táo Đỏ và bé Anh biết nha. Xin chào các bạn, mình là Barbie. Hôm nay bây giờ mình mới đi trở về đó. Các bạn thấy vi nhỏ đồ ăn của mình không? Rất là xinh. Và bây giờ mình sẽ để thức ăn như tủ lạnh thôi nha. Đây một cái nữa và đây một cái nữa đây. Bây giờ mình sẽ để như đây. Bây giờ mình sẽ để chai nước lạnh như đây đây. Tiếp theo mình sẽ bỏ sữa vào nha. Sữa đây. Đây mình sẽ bỏ vô. Sẽ để rau củ vô cái tủ lạnh nha. Mình sẽ để vô đây. Thêm một cái cải và một cái kem nhỏ xíu xíu đây các bạn. Wow. Thêm một chiếc chanh nữa đây. Đây các bạn. Xíu xíu. Và một trái dưa leo. Mình sẽ để đây một trái trà chua nữa. Chúng ta có hai trái trà chua và một trà rốt. Và mình thấy có một cái này nữa là một cái dưa leo. Hết rồi. Yeah. Mình sẽ lấy hai chiếc mò hấp vị. Sô-cô-la nè. Kèm sô-cô-la. Đây một cái tiếp. Đây một cái nữa. Ups. Đây rồi. Sao đó các bạn? Các bạn thấy cái tủ lạnh mình có trứng như đầu không? Đây. Thôi, mình phải đóng cửa lại thôi nha. Một cánh và hai cánh. Rồi. Yeah.
tủ lạnh này đó, cái tủ lạnh này mà trắng với màu hồng, mình rất là thích.